Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang là buổi chiều ngày 2 tháng 4 năm 2017. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị các bạn video clip bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ gụ hàng VIP hàng thửa được hoàn thiện theo cái lối làm cổ truyền. Đó là oánh sáp của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Hoàn thiện bằng sáp. 100% là hoàn thiện bằng sáp theo đúng lối cổ truyền. Hàng đẳng cấp và bộ bàn ghế móc mỏ gỗ gụ này thì Thành Luân chúng tôi đã có chủ nhân, đó chính là anh Giang, anh ở Thanh Liêm, Hà Nam. Và chúng tôi chuẩn bị cho bộ ghế này lên xe để đi bàn giao cho gia đình anh Giang. Anh làm ở đài truyền hình Hà Nam. Rất đẹp, oánh rất đỉnh cao, mặc dù là đánh xi màu theo lối cổ này nhưng mà vân gỗ vẫn nổi nguyên. Vẫn còn nguyên vân gỗ, không bị mờ và không bị lấp đi vân gỗ. Đó. Và riêng cái bộ móc mỏ này là hàng VIP. Vì sao chúng tôi lại gọi hàng VIP? Bởi cái thông số của chúng tôi là nó những khách hàng nào đã về đủ Thành Luân chúng tôi đều biết ngay được cái thông số bộ VIP của chúng tôi là nó như nào. Nó cực kỳ dày dặn và to cao, dài rộng hơn các cái bộ thông thường trên thị trường. Những khách hàng nào đã về Thành Luân chúng tôi thì có thể thấy ngay được. Và hiện bây giờ thời điểm này thì quý vị thông cảm, chúng tôi các cái hàng VIP chúng tôi không cho các cái thông số lên trên mạng nữa, bởi vì là gần đây cũng có một số đối tượng đã lấy các cái thông số của chúng tôi để làm các cái hàng nhái mẫu thương hiệu. Nên là quý khách nào có nhu cầu muốn biết về thông số, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại. Và hàng VIP của bên đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nó có một cái đặc trưng rất chi là khác biệt. Đó, hiện nay có một số đối tượng là thường hay thấy chúng tôi gọi hàng VIP thì cũng gọi hàng VIP, nhưng thực sự hàng VIP của các cơ sở đó thì nói để mà nói về thông số với cả Thành Luân chúng tôi thì nó khác hoàn toàn. Đó, nên là để cái đảm bảo cái tính độc quyền và thương hiệu của chúng tôi nên là chúng tôi không thông báo về cái hàng VIP nữa. Chúng tôi chỉ nói là hàng dày dặn và kích thước dài rộng to hơn các cái bộ thông thường. Đó, quý khách có thể về Thành Luân chúng tôi có hàng thông thường và hàng VIP để quý khách so sánh và biết được đâu là hàng VIP và đâu là hàng thông thường. Trên màn hình quý vị đang thấy đây. Rất chi là dày dặn và to, cao, dài rộng. Bộ móc mỏ này gồm có 6 món. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cứ cất đi cả. Và trên cái trong cái clip này chúng tôi cũng giới thiệu luôn cái video clip, đó là công đoạn oánh sáp một chiếc sập thập điểu quần mai của một anh khách hàng rất quen thuộc của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đây, dạ tiền dày 14 phân và dạ ngang dày 13 phân. Hàng đặc sắc đang được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi oánh sáp. Đang hoàn thiện theo đúng cái lối làm cổ truyền từ xưa nay của ông cha chúng tôi để lại. Và ngoài cái sập thập điểu quần mai này ra, chúng tôi còn rất nhiều các sập thập điểu quần mai khác. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Và đây những cái chân. Và riêng cái chân bộ sập này là chân vuông 26 phân. Chân 26. Dạ tiền dày 14 và dạ ngang dày 13. Rất chi là dày. Quay trở lại với bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ gụ mật, gụ đá, chất lặng. Đó. Và chúng tôi là làm rất khác người, là một chữ tâm ở vách giữa này. Đó. Rất đặc sắc. Và phía này chúng tôi đang hoàn thiện bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ hương đỏ cho một khách hàng ở, anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Giang nhưng mà anh chuyển bộ này về Nam Định. Hương đỏ Minh Quốc Nghê, lối làm sở trường của đồ gỗ Thành Luân. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào lại quý khách trong những video clip sau.